Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về cái cách phân biệt từng dòng tiền trong cái lưu chuyển tiền tệ. Ok các bạn. Thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những cái báo cáo quan trọng nhất của cái một cái báo cáo tài chính của bạn. Thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mình đó, nó có ba cái dòng tiền, là dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài chính, hay người ta gọi là còn gọi là dòng tiền tài trợ. Thì bây giờ mình phân biệt ba cái dòng tiền của ba cái hoạt động này như thế nào. Thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ người ta còn gọi nó là một cái báo cáo về thay đổi về tình hình tài chính trên bảng cân đối kế toán các bạn. Tại vì sao? Tại vì tình hình tài chính nó chính là trên bảng cân đối kế toán. Tình hình tài chính là nó nói tới cái tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nó thể hiện dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra của công ty mình, đúng không? Trong một kỳ kế toán là năm. Và ngoài cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra, người ta có một cái tên gọi, nó gọi là báo cáo về cái thay đổi tình hình tài chính trên bảng cân đối kế toán. Tức là bất cứ một cái nghiệp vụ nào xảy ra, nó cũng đều ảnh hưởng. Nghiệp vụ nào mà xảy ra mà nó liên quan tới tiền nha, thì nó đều ảnh hưởng tới cái lưu chuyển tiền tệ các bạn. Nên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ người ta còn gọi là báo cáo thay đổi về cái tình hình tài chính trên bảng cân đối kế toán. Tại vì bất cứ một nghiệp vụ nào xảy ra nó đều ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán mà, đúng không? Rồi thì trong cái dòng tiền á, nó chia ra thành ba cái dòng tiền chính của một công ty, đó là dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài chính. Dòng tiền hoạt động tài chính người ta còn gọi là dòng tiền tài trợ luôn, được chưa? Thì bây giờ mình phân ra cái khi mà có một cái dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra thì mình phân nó là cái hoạt động nào. Ok, thì bây giờ mình nói trước nè, mình nói hoạt động tài trợ cho dễ được không, là hoạt động tài chính đó, là thu chi của hoạt động tài chính. Như vậy khi có một cái nghiệp vụ mà liên quan trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp tới bên nguồn vốn thì nó được gọi là dòng tiền hoạt động tài chính. Tức là khi có một nghiệp vụ mà thu chi mà ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn vốn này nè, nguồn vốn vay và vốn chủ, thì nó chính là dòng tiền hoạt động tài chính, hay còn gọi là dòng tiền hoạt động tài trợ, ảnh hưởng trực tiếp nha. Rồi được không, nhớ chưa? Khi có một cái dòng tiền thu vô và chi ra ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn vốn này, nguồn vốn ở đây là gồm vốn vay và vốn chủ sở hữu, thì được xếp nó là dòng tiền hoạt động tài chính. Tí nữa mình ví dụ cho các bạn xem. Rồi mình lấy cái dòng tiền hoạt động tài chính đây nè, là hoạt động tài trợ nè, để mình làm gì các bạn? Mình đầu tư máy móc thiết bị để tạo ra công suất của công ty, và một phần là mình làm sao các bạn, mình tài trợ cho cái tài sản ngắn hạn để cho nó quay vòng vốn, nó tạo ra kết quả kinh doanh. Như vậy cái dòng tiền nào á mà dùng để đầu tư cho cái phần tài sản dài hạn đây nè, nó gọi là hoạt động đầu tư. Rồi các bạn hình dung ra chưa? Tí nữa chúng ta ví dụ thì chúng ta sẽ rõ. Như vậy chúng ta đã biết là cái dòng tiền thu vô và chi ra mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vốn vay và vốn chủ á, thì mình xếp nó là dòng tiền hoạt động tài trợ, hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính cũng chính là hoạt động tài trợ nha. Còn cái dòng tiền nào mà nó ảnh hưởng, cái dòng tiền nào á mà nó ảnh hưởng tới cái vấn đề mà tài sản dài hạn đây nè, được các bạn, nó chính là hoạt động đầu tư. Rồi hiểu chưa? Còn lại thì mình xếp nó vô là hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh tức là dòng tiền thu và chi liên quan trực tiếp tới ngành nghề kinh doanh của mình. Rồi các bạn rõ chưa? Như vậy báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nó thể hiện dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra của ba cái hoạt động này. Và báo cáo lưu chuyển tiền tệ người ta còn ví nó như là một cái báo cáo thay đổi về tình hình tài chính của công ty mình. Tức là thay đổi về cái tài sản và nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán. Tức là bất cứ một nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào xảy ra, bất cứ một nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào xảy ra
đều ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán đúng không? Thì lúc đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ các bạn. Rồi được chưa? Dưới đây là cái ví dụ để cho các bạn xác định được từng cái nghiệp vụ xảy ra như thế này nè, là các bạn xem coi nó là dòng tiền của hoạt động nào nha. Ok, bán hàng và thu tiền, đây là hoạt động mà các bạn, đây là hoạt động nào, hoạt động sản xuất kinh doanh á, tôi ghi là CFO nha. Hoạt động đầu tư là tôi ghi là CFI. Hoạt động tài trợ tôi ghi là CFF. Rồi như vậy bán hàng và thu tiền mình sẽ xếp vô hoạt động nào? Hoạt động kinh doanh đúng không, là CFO, là cash flow operation. Ok, vì làm sao, nó là hoạt động chính của mình mà, vì nó cái nghiệp vụ này nó có ảnh hưởng trực tiếp cái này không, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn vốn vay và vốn chủ không, không, nó ảnh hưởng tới cái phần tài sản dài hạn này không, không, nên mình xếp nó vô là dòng tiền của hoạt động kinh doanh. Rồi được chưa? Lãi vay đã trả, lãi vay đã trả tức là các bạn sẽ ghi là nợ của gì, có 112, nợ của gì các bạn, có 112 mà nợ của gì, nợ của 635 đúng không? Như vậy 635 có phải nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh không, đúng không các bạn? Vậy là nó không phải là dòng tiền của hoạt động này, vì khi mà một nghiệp vụ thu chi mà nó ảnh hưởng tới vốn vay và vốn chủ á, tức là ảnh hưởng trực tiếp tới cái chỗ đây nè, thì mình mới xếp vô hoạt động tài trợ. Được chưa bạn? Như vậy lãi vay đã trả này thì nó có gọi là hoạt động đầu tư không, vì nó ở đâu ảnh hưởng trực tiếp tới cái phần tài sản dài hạn này đâu, nên mình xếp nó vô là hoạt động gì, hoạt động kinh doanh luôn. Các bạn có thể test lại ở trên cái lưu chuyển tiền tệ của mình nha, test lại trên này thử làm có đúng không nha, test lại trên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ nè. Đây các bạn, đây bán hàng và thu tiền, đây nó là hoạt động kinh doanh, lãi vay đã trả nè, đây nó cũng là hoạt động kinh doanh, các bạn thấy không? Mua 20% cổ phần của một cái công ty nào đó, như vậy là mua 20% cổ phần, nó là công ty liên danh liên kết rồi, nên nó là hoạt động, nó là hoạt động đầu tư vì liên quan tới tài sản dài hạn, nên nó là CFI đúng không? Các bạn xem này, hoạt động đầu tư nè, chi tiền nè, đầu tư nè, góp vốn vào đơn vị khác nè, đó thấy không? Rồi nhận cổ tức từ công ty A được chia, tức là mình mua cổ, mình góp vốn vô rồi sau đó là cuối mỗi năm nó chia cổ tức. Vậy chia cổ tức là mình ghi nợ 112 và có 515. Như vậy nó không phải là hoạt động về tài trợ rồi, nó không phải là hoạt động tài chính rồi, vì nó không ảnh hưởng trực tiếp tới vốn vay và vốn chủ. Như vậy cái lúc này là nó sẽ ghi là nợ của 112 này, có 515 này đúng không? Như vậy lúc này nó chỉ có là dòng tiền của hoạt động đầu tư và hoạt động gì, kinh doanh thôi. Như vậy mình xếp nó vô cái dòng tiền nào, mình xếp nó vô cái dòng tiền nào các bạn? Thì nếu mà mình đi về bản chất á, mình nói là do cái hoạt động này và do cái tiền này nè nó nhận được là do nó từ cái đầu tư, nên mình xếp nó vô là hoạt động đầu tư. Đây mình xem có đúng không nha, nè tiền thu lãi nè, cho vay cổ tức nè, lợi nhuận được chia nè, đó là hoạt động đầu tư rồi, đó là xét về bản chất đúng không các bạn? Còn các bạn có thể xét xét nó vô về cái dòng tiền về hoạt động kinh doanh được không? Được không các bạn? Được, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh đúng không? Là 515 nè, nhưng mà chế độ kế toán của mình, chuẩn mực kế toán của mình, người ta đã xếp vô cái dòng tiền nó là dòng tiền của hoạt động gì, đầu tư rồi, nên các bạn ghi cái chỗ này nó chính là hoạt động đầu tư. Còn các bạn sẽ thấy những cái báo cáo của những công ty về chứng khoán hay công ty ngân hàng rồi đó, đôi lúc nó sẽ xếp cái khoản mà cổ tức nhận được từ cái công ty này nè thành vô cái hoạt động kinh doanh,
Nói chung nó không phải là hoạt động về tài trợ là đúng rồi. Bây giờ mình xếp nó vô thành hoạt động kinh doanh hay là hoạt động về đầu tư thôi. Nếu mà mình xét về cái khía cạnh mà mình nói là do cái dòng tiền mà cổ tức nhận được này là nó có được là do tôi đầu tư, nên cái dòng tiền này xếp vào đầu tư. Còn các bạn xét ở khía cạnh là nó ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh thì mình xếp nó vô cái dòng tiền kinh doanh. Ok. Thu tiền từ bán tài sản, thu tiền từ bán tài sản cố định đó, các bạn thấy không? Như vậy trước khi mình bán thì mình đã mua tài sản cố định rồi, thì nó là hoạt động đầu tư, nên thu tiền từ bán tài sản mình sẽ xếp vô bản hoạt động đầu tư luôn. Được chưa các bạn? Đây, thu tiền từ bán tài sản nè, thu tiền từ thanh lý những bán tài sản nè. Đó, mình xét về bản chất là trước khi mà tôi thu tiền thì tôi đã có đầu tư rồi, nên nó là hoạt động đầu tư. Nên bản chất của nó là nó đi từ cái gì? Lúc đầu là tôi đầu tư, nên nó ảnh hưởng tới cái dòng tiền đi ra nè, liên quan tới đầu tư nè, là tài sản dài hạn nè. Sau đó tôi bán thì tài sản nó giảm đúng không? Thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới đây, nó ảnh hưởng trực tiếp không? Nên mình xét đó là dòng tiền hoạt động đầu tư. Chi mua sắm nó cũng là hoạt động đầu tư, chi mua sắm tài sản cố định nè, vì liên quan tới tài sản dài hạn đúng không? Chi tiền xây dựng cơ bản, chi tiền xây dựng cơ bản dễ dàng, liên quan tới hoạt động đầu tư nè, vì liên quan tới tài sản dài hạn. Nói chung là chi và thu mà liên quan tới cái tài sản dài hạn này nè, thì chúng ta xếp nó vô hoạt động đầu tư. Đó, dễ hiểu chưa? Chi tiền đầu tư vào công ty khác cũng là hoạt động đầu tư. Đây, chi tiền mua sắm tài sản cố định nè, hoạt động đầu tư nè. Chi tiền đầu tư vào công ty khác nè, đó, hoạt động đầu tư luôn. Rồi, đem tiền để gửi tiết kiệm, đem tiền để gửi tiết kiệm nó cũng là mang tính chất là dài hạn. Đem tiền để gửi tiết kiệm dài hạn nha, dài hạn tức là gửi mà trên 3 tháng đó, được không? Đó, thì mình cũng đưa vô chỗ này. Chi tiền cho vay nè, nó nằm chỗ này đó bạn. Chi tiền cho vay bán lại đây nè, chỗ đây nè. Ok chưa? Chi tiền cho vay nè, mua các công cụ nợ nè, đó, nó nằm ở chỗ này nè. Tức là khúc này là mình mua, mình chi tiền để mình đi vào đâu các bạn? Mình đến ngân hàng để mình gửi tiết kiệm, mình gửi tiết kiệm, được không? Ok không? Tức là nó nằm ở chỗ này nè, đây nè, đây các bạn, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là nó nằm chỗ này nha. Đó, được chưa? Mặc dù ở trên đây nó là ngắn hạn nhưng mà bản chất ở dưới đây nè, các bạn xem chỗ này, đây, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn nè, 2-5 năm nè, đó, chỗ này nè, được chưa? Hiểu ý tôi nói chỗ này không? Nói chung là mình phân ra thôi. Ví dụ như là mình đầu tư, mình đem tiền để mình gửi tiết kiệm dài hạn mà trên 1 năm á, mình ghi là CFI, được không? Đó. Còn ví dụ các bạn mà đầu tư mà dưới 3 tháng các bạn ghi như thế này, 1128 đúng không? Và có cái gì? Ví dụ mình đầu tư đây, mình đem tiền mình gửi có kỳ hạn. Nếu mà ví dụ các bạn mà đem tiền gửi mà, ví dụ các bạn mà xét ở khía cạnh mà dài hạn ở chỗ này nha. Đây các bạn, tôi làm rõ chỗ này các bạn luôn nè. Nếu mà các bạn mà xét ở khía cạnh mà dài hạn ở chỗ này, tức là các bạn nói là trên 1 năm, thời hạn gốc mà trên 1 năm, thì các bạn sẽ xếp nó vô thành đem tiền để gửi tiết kiệm dài hạn mà trên 1 năm nè, thì các bạn xếp nó vô thành đầu tư. Còn nếu mà các bạn mà đem tiền mà gửi tiết kiệm ngân hàng mà có thời hạn mà dưới 1 năm á, thì làm sao các bạn? Thì ngay chỗ này nó chia ra chỗ này nè, các bạn phải để ý chỗ này nè, ngay chỗ này nè, các khoản tương đương tiền là ngay chỗ này, các khoản tương đương tiền ở chỗ này nè, là cũng là đem tiền gửi đến ngân hàng để gửi mà có thời hạn gốc mà dưới 3 tháng á, thì mình ghi như thế này, thì nó cũng cái nghiệp vụ này nè, là nó không làm thay đổi về cái tình hình tài chính ở trên này, nên mình không cái nghiệp vụ này nè, nó không có ảnh hưởng tới cái lưu chuyển tiền tệ các bạn. Cái nghiệp vụ này nè, nó không ảnh hưởng tới lưu chuyển tiền tệ, được không các bạn? Hoặc là mình
đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ở chỗ này đi, mà nó trên 3 tháng mà nó dưới 1 năm, nó trên 3 tháng mà nó dưới 1 năm, nhưng mà do cái chỗ này á là ở dưới cái chỗ này nè, người ta xếp ngay chỗ này. Nếu mà các bạn mà cũng là đầu tư mà trên 3 tháng mà dưới 1 năm, trên 3 tháng mà dưới 1 năm nha, thì ngay chỗ này nè là người ta xếp nó vẫn vô là đầu tư, hoạt động đầu tư các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì trên lưu chuyển tiền tệ các bạn thấy là cái tiền cuối đây nè, tiền và tương đương tiền cuối kỳ nè, mã 70 đây nè, là nó chỉ ảnh hưởng tới ngay chỗ này thôi. Nó ảnh hưởng tới mã 110 là nó do là mã 111 và mã 112 thôi. Như vậy khi mà nó có xáo trộn giữa mã 111 và mã 112 ngay chỗ này nè, thì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới lưu chuyển tiền tệ. Còn mà nó không ảnh hưởng tới hai cái mã này á, tức là một nhiệm vụ mà nó ảnh hưởng tới cái mã này nè, thì nó sẽ ảnh hưởng tới lưu chuyển tiền tệ, nên người ta sẽ xếp nó vô thành đây là cái hoạt động đầu tư các bạn. Rồi được chưa? Cổ tức nhận được từ công ty liên danh được chia, từ công ty liên danh được chia, đây là hoạt động gì các bạn? CFI, đúng không? Cổ tức nhận được từ công ty liên danh được chia nó chính là cái chỗ này rồi nè, đó được chưa? Vì lúc trước là chúng ta đã đem tiền đi đầu tư thì nó là hoạt động đầu tư rồi. Bây giờ cái tiền mà nó nhận được từ cái hoạt động đầu tư này thì các bạn sẽ xếp nó thành CFI hoặc là CFO, đúng không? Tiền lãi nhận được từ ngân hàng và lãi cho vay, CFI. Đây, tiền lãi nhận được từ ngân hàng, lãi cho vay nè. Đó, đó là hoạt động đầu tư. Thu tiền từ góp vốn, đó phải là nợ của 111 nè, có của 411 nè. Cái nghiệp vụ này có phải là ảnh hưởng trực tiếp tới vốn vay và vốn chủ không? Nên mình xếp nó là CFF, là hoạt động tài trợ hoặc là hoạt động tài chính. Thu tiền từ đi vay, nợ 111 có 341 nè. Nó là hoạt động gì? Nó ảnh hưởng trực tiếp tới vốn nè. Đây là vốn vay nên nó là CFF. Nó là hoạt động tài trợ. Trả nợ gốc vay, nợ 341 nè, có cái gì? 112 nè. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn không? Ảnh hưởng trực tiếp tới vốn vay nè, nên mình xếp nó là hoạt động tài trợ. Trả cổ tức cho cổ đông, tức là mình giảm cái vốn này xuống, đúng không? Mình lấy vốn chủ nè, mình lấy cái phần lời ấy, mình chia cho cổ đông, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vốn chủ này, nên nó được gọi là CFF. Rồi, các bạn có thể test lại trong cái lưu chuyển tiền tệ đây. Đây các bạn, thu tiền từ đi vay nè. Đó, các bạn thấy không? Thu tiền từ đi vay, trả nợ gốc vay. Đây, trả nợ gốc vay. Đó. Thu tiền từ đi vay, trả nợ gốc vay, nó hoạt động tài chính nè, thấy không? Cổ tức trả cho chủ sở hữu nè, đây mình trả cho chủ sở hữu rồi mình sẽ ghi là nợ của gì? 421 nè, có cái gì? 112 nè, đó. Rồi được chưa? Như vậy bây giờ tôi nhắc lại cho các bạn một cái để các bạn phân loại nó là hoạt động kinh doanh, dòng tiền nó là dòng tiền hoạt động kinh doanh hay hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính nha. Hoạt động tài chính người ta gọi là hoạt động tài trợ. Nếu mà cái nghiệp vụ đó mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn vốn á, tức là cái dòng tiền thu vô và chi ra mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn vay và vốn chủ, tức là 341 và 411, thì các bạn xếp nó vô thành hoạt động tài chính. Còn cái nghiệp vụ chi ra mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái phần tài sản dài hạn nè, nghiệp vụ chi ra mà ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản dài hạn này, thì các bạn xếp nó vô thành hoạt động đầu tư, đó là nguồn chi ra. Còn cái nguồn thu vô mà nó bắt nguồn từ cái dòng tiền chi ra của hoạt động đầu tư á, thì mình xếp nó vô thành hoạt động đầu tư luôn. Nhắc lại nè, dòng tiền chi ra mà ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản dài hạn thì mình xếp nó vô thành hoạt động đầu tư. Dòng tiền thu về mà nó có nguồn gốc từ cái dòng tiền đầu tư thì mình vẫn xếp nó thành hoạt động đầu tư. Rồi, còn lại thì mình xếp nó vô thành hoạt động kinh doanh, hoạt động chính của công ty. Hoạt động chính của công ty tức là dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra liên quan trực tiếp với ngành nghề kinh doanh của mình, nó ảnh hưởng đến bảng kết quả kinh doanh. Được không các bạn? Rồi, hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có một cách nhìn phân loại về cái dòng tiền thu vô và chi ra của từng hoạt động trong cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn. Rồi chào tạm biệt các bạn.